Lời Phật dạy về hơn thua. Chúng ta đều hiểu rằng những đấu đá hơn thua đều mang lại kết cục không tốt đẹp. Thế nhưng không phải ai cũng có thể kiềm chế bản thân, lấy nhu thắng cương. Do đó, theo lời răn dạy của Đức Phật, chúng ta phải biết kiềm chế bản thân. Lửa nào bằng lửa tham, thấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Chúng ta sống ở cõi ta bà này, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian, báu vật trăm xe ngựa, trong lòng vẫn có buồn phiền, quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày, vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua đấu đá, chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí, cuối cùng mang theo được những gì? Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Trong thế giới ồn ào này, người ta lừa gạt oán trách nhau, đố kỵ nhau đều là kết quả của sự tranh giành. Công khai tranh giành, âm thầm tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ. Hôm qua tranh giành, hôm nay tranh giành. Rốt cuộc, suy cho cùng, tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm ích kỷ mà thôi. Cuộc sống hiện tại, chúng ta hay chê bai nhau rằng nếu không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài, vật chất thì là người ngốc, si đần. Thế nhưng, theo lời răn của Đức Phật, chúng ta sẽ nhận ra rằng tranh cãi với vợ hoặc chồng, nếu bạn thắng thì tình cảm nhạt phai. Con bất hòa với cha mẹ vì tranh thắng thua, hiếu đức sinh thành của cha mẹ chúng ta sẽ nhận ra rằng chỉ có chúng ta chỉ cần đừng tranh giành thắng thua với cha mẹ, đó mới là sự hiếu thảo lớn nhất. Tranh cãi với bạn hữu, nếu bạn thắng thì bạn hữu dần xa, chẳng phải ngẫu nhiên mà ta hợp với ai đó, bạn bè cũng vậy. Nếu có duyên gặp gỡ thì nên trân trọng tình cảm của nhau. Hơn thua với khách hàng để làm gì? Vì nếu bạn thắng thì cũng mất khách hàng. Tranh cãi với đồng nghiệp, nếu bạn thắng thì đồng nghiệp xa dần. Một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay thì hạnh phúc sẽ mất đi. Tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại. Những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được sẽ khiến tâm bất an. Nhưng người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có. Tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi. Một khi tấm lòng rộng mở hơn thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn, bớt hơn thua để hạnh phúc đến gần ta hơn. Theo lời Phật dạy về hơn thua, chúng ta cần ghi nhớ một điều rằng để giảm bớt tranh giành, hãy quan niệm người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. Người xấu hay đẹp, vừa mắt là được rồi. Người già hay trẻ, khỏe mạnh là được rồi. Gia đình giàu có hay nghèo túng, hòa thuận là được rồi. Chồng về sớm hay về muộn, có về là được rồi. Người vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được rồi. Con cái dù làm tiến sĩ hay bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ, có thể ở là được rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc được là được rồi. Ông chủ không tốt, có thể chịu được là được rồi. Hết thảy phiền não, có thể hóa giải được là được rồi. Cả đời người, bình an là được rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của kênh Ý Nghĩa Sống.